15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Thì bất ngờ giữa trưa 15m thấy chú Thanh Điền xuống viếng mộ của cô Thanh Kim Huệ. Chào tụi con, chào chú. Nghỉ trưa. Mình đứng trước. Đây nè, mình đứng nè. Chúng chú Thanh Điền tầm con cô Thanh Điền này bà xã, em cầm đi anh lấy một cây dù. Ông chồng có bà xã 15m. Chú Thanh Điền. Nãy em tưởng chú không xuống chứ. Anh hỏi anh hỏi cô kia nói. Chú Thanh Điền đang thì 15m sẽ đứng từ xa để ghi hình cho tất cả quý cô chú anh chị ha. Để nó đi, đừng mang tới, để nó đi, để nó hết rồi mà sao không lựa vậy, để nó đi hết, không được rồi. Bây giờ là 12:02 ngày 4 tháng 7. Anh Minh qua bên đây nè, em che chở cho anh. Bà xã, ở đây anh che chở cho. Tại vì chú che chở ông ta không ai chịu hết không? Mình đứng từ xa. Anh Phương với anh Giàu giống như là vệ sĩ của chú Thanh Điền luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ chú đi đốt lên xe đây. Anh vào thắp thêm nhang cho chú Thanh Điền để đi viếng những cái ngôi mộ khác ở trong đây. Nắng quá. Cha đợi nha. Cô mình lấy cái dù cho mát cô. Được rồi con, được dạ. Rồi con. Tôi coi che chuẩn bị sẵn. Nay ra đây công viên ở trên đây cũng đẹp quá. Dạ. À, làm lại thấy đẹp. Trồng cây, trồng đồ gì. Là cô quậy trời xoài múc hả cô? Cô thích ăn xoài múc. Cô quậy cô cũng thích dễ lắm, cô quậy thích đủ hết con ơi. Dạ. Dễ lắm, cô quậy ăn là cũng dễ đó. Cô quậy thích bánh gạo không cô? Thích. Cô quậy dễ lắm, cô quậy dễ ăn, không có không có kén. Sáng thì con cũng có viếng một bởi vậy rồi. Thấy cũng cảm ơn mấy cháu. Không, khán giả cũng nhiều, khán giả thương cô quậy lắm đó. Hôm bữa con thấy nha, có một khán giả tới đây viếng cái cây này, bông này, thắp hương nè, rồi đi tới mộ lao mộ nè, xịt thuốc hoa cho cô quậy nữa. Có. Mà bữa đó đi nhanh làm nhanh quá, bữa đầu con không có ghi hình kịp. Có xịt thuốc hoa cho cô quậy luôn. Bây giờ là chú Thanh Điền đang viếng những cái ngôi mộ của các nghệ sĩ ở phía sau.
Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.